Cao vai chào tất cả quý anh chị đang xem video nhé. Thì hôm nay em Kiên sẽ lên cho chị các mẫu máy loại Nokia cổ của bên em nhé. Đó, thì hôm nay là rất là nhiều mẫu máy đẹp cho tất cả quý anh chị. Đó là mình có 880 có 3 màu cho anh chị, đó là màu gold này, carbon và màu đen. Ngoài ra thì mình sẽ có một chiếc box của máy Nokia E90 computer, máy full box mới tinh nhé chị nhé. Một chiếc E72 đen mới tinh. Đó, một chiếc E72 đen mới tinh chị nhé. Đó. Ở đây ngoài ra thì mình sẽ có những chiếc máy như kiểu Nokia 7900 này, 7900 chị nhé. 7900 này, đó. Một chiếc máy rất là đẹp này, một chiếc máy N958G này, đó, một chiếc máy đẹp nữa ở trong dòng này rất là hiếm, một chiếc máy N75 nhé, đây là chiếc máy N75 nhé, N75 một chiếc máy gập, đó. Ngoài ra thì mình sẽ có những bản N93i này, đây là N93i nhé, một chiếc máy camera phone, đó. Đây là những chiếc máy rất là đẹp của nhà Nokia nhé. Đó, thì ngoài ra mình sẽ có E72, E71, N96, 515, đây là một chiếc máy 515 này. 515 đen này, đó, 515 đen. Đó. Và đây là chiếc máy Beophone này, Beophone 670C, đây là M670C vỏ chế tác này nhé, vỏ chế tác. Và một chiếc máy rất là động, đó là chiếc máy Nokia N90 nhé. Chiếc máy N90 này giờ cực kỳ ít rồi chị nhé, cực kỳ ít rồi nhé. Đó, chiếc máy này rất là đẹp. Đó. Thì hôm nay em sẽ tiến hành quay chi tiết cho anh chị từng chiếc máy một. Đó. Thì quý anh chị nào mình cần một chiếc máy cổ để sưu tầm cũng như là để sử dụng thì anh chị nào cứ liên hệ với NK Mobile, thì em kia sẽ tư vấn cho tất cả quý anh chị nhé. Thì hôm nay em đã lên mặt để anh chị có thể biết về em này. Đó, em bán hàng rất là 4-5 năm nay rồi. Đó, rất nhiều anh chị đồng hồ bên em rất là nhiều sản phẩm máy cổ để sưu tầm cũng như để sử dụng anh chị nhé. Thì hôm nay sẽ chi tiết cho anh chị nhé, chị nhé. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết từng mẫu máy một. Ok. Em Kiên vừa giới thiệu anh chị là các mẫu máy cổ. Bây giờ em sẽ chi tiết từng một chiếc máy cho anh chị xem nhé. Có nghe trong cái video này giới thiệu chị được 3 chiếc máy Nokia 880 trước nhé. Ở đây mình sẽ có là Nokia 880 màu gold nhé, một chiếc máy cực kỳ đẹp nhé. Đây là bảng Nga nhé, bảng thị trường Nga đây, da nâu chị nhé. Chiếc máy còn rất là đẹp chị nhé, còn rất là đẹp đây. Chiếc này bên em tặng kèm lốc cho anh chị nữa nhé, giá bán bên em chào giá là 22 triệu rồi nhé, 22 triệu một chiếc máy gold. Đó, đây là máy gold zin của anh chị nhé, gold zin da nâu nguyên bản nhé, phím Nga. Đó. Máy bên đã chuyển sang tiếng Việt ra đều cho anh chị rồi, kèm một chiếc đốc gold nhé, đốc gold zin này. Đó, cực kỳ đẹp luôn anh chị nhé. Đó, thì anh chị nào mình cần một chiếc máy màu gold hợp mệnh và một chiếc máy đẹp như này thì anh chị nên liên hệ với em nhé, máy còn rất là đẹp nhé. Đó. Chiếc máy tiếp theo giới thiệu chị là chiếc máy carbon, à carbon đây, carbon đốc đây nha chị nhé, carbon cũng kèm đốc nhé. Chiếc carbon đây, một chiếc carbon rất là đẹp anh chị nhé. Đây là chiếc máy đẹp để sưu tầm để sử dụng anh chị nhé. Chiếc carbon này bên em đang chào giá là 16 triệu kèm đốc cho anh chị nhé, 16 triệu kèm đốc cho anh chị nhé. Đó. Những chiếc máy rất là đẹp anh chị nhé, anh chị để sưu tầm sử dụng. Và đương nhiên là nếu anh chị cần một chiếc máy giá thành hợp lý hơn, ngoại hình nó khá hơn một chút thì anh chị cứ liên hệ với NK Mobile nhé, bên em có đầy đủ hết cho anh chị nhé. Đó, đây là chiếc máy 880 màu carbon nhé. Chiếc máy cuối cùng là chiếc máy màu đen thì nhé, chiếc máy màu đen đẹp nhé. Chiếc này em tạo là một đốc nâu nhé, em phải có đốc đen sau nhé. Đây là đốc, đây là máy đen này, chiếc này đẹp xuất sắc thì nhé, đẹp xuất sắc không gì để chê nữa rồi. Chiếc màu đen này bên em đang chào giá là 13 triệu rưỡi nhé, 13 triệu rưỡi. Đó, vẫn có kèm đốc cho chị luôn, 13 triệu rưỡi nhé. Đó. Máy còn đẹp xuất sắc luôn. Đó. Thì chị nào cần chiếc máy nào thì liên hệ với em. Ok, chiếc máy giới thiệu cho chị là ở trong những video này, ở video trước em giới thiệu cho chị từng chiếc máy này rồi. Những chiếc máy này này, em giới thiệu hết rồi nhé. Đó, mình sẽ có là N8 này, Mobiado này, Mobiado 712 này, 5 triệu rưỡi này, chiếc này em giới thiệu rồi nhé chị nhé. Mobiado 712 5 triệu rưỡi này. Em giới thiệu qua chị là về ngoại hình của máy cũng như là về giá máy thôi. N90 này, N90 này bên em đang chào giá là 3.8 triệu nhé, 3.8 triệu máy đẹp xuất sắc nhé. Đó, chiếc máy tiếp theo giới thiệu chị là chiếc máy N76 này, N76 này là 2.3 triệu nhé, một chiếc máy gập 2.3 triệu nhé. Đó, đây là chiếc máy đẹp em giới thiệu trong video này nhé. N96 còn bản Proto nhé, chiếc này là 3.5 triệu nhé, 3.5 triệu nhé. N96 màu đen bản Proto đấy. 515 đẹp như này nhé, chiếc này em chào giá là 2.6 triệu nhé, 2.6 triệu nhé. Beo 67 nhé, Beo 67, chiếc này chiếc Beo Smila nhé,
Ủa chiếc này vẫn còn pin này. Chiếc này bên em chào giá cho anh chị là chiếc này là 3,5 triệu nhé. Bọc da cá sấu sau nhé, cực kỳ đẹp. Đó. 6500S là 2 triệu đồng một chiếc máy trượt nhé. 6500S 12 triệu đồng là một chiếc máy trượt nhé. Đó. 6700C. 6700C màu đen. Chiếc này thì bên em đang chào giá là 1,8 triệu thôi nhé. Chiếc máy này ngoại hình khá thôi, ngoại hình đẹp thôi. Bình thường. Đó, 6500C là 2,2 triệu nhé. 6500C màu đen này là 2,2 triệu nhé. Đó. Tất cả máy đều là máy zin thì nhé. Máy này là máy 302. 302 là 1,1 triệu thì nhé. Màu gold cực kỳ đẹp. 1,1 triệu nhé. Đó. Chiếc này là 1,5 triệu này. Chiếc này là 1,5 triệu này. Đây cũng là bản vỏ chế tác này. Đó, cực kỳ đẹp. Chiếc này bên em đang bán 1,5 triệu nhé. Đó, chiếc này nắp là sim Vina và Mobi thôi chị ơi. Đó. 7900. 7900 là 4,5 triệu nhé. 4,5 triệu nhé. Đó. Tiếp theo là mình có các mẫu máy nữa này. 5230 FPS Music này, chiếc này là full box mới tinh này, 2 triệu đồng này. Đó, N75. N75 là 2,8 triệu nhé, một chiếc máy gập. Máy rất là hiếm nhé. Và máy đẹp như này càng hiếm hơn, 2,8 triệu nhé. E72 chào giá chị là từ 1,5 triệu đến 1,7 triệu nhé. Màu gold và màu đen, màu gold sẽ giá sẽ cao hơn nhé. Màu đen là 1,5 triệu nhé. Đó, E52 1,2 triệu. E52 1,2 triệu này. Đó. N80 1,8 triệu. N80 1,8 triệu. Đó. N80 có hai màu đen và màu bạc nhé, 1,8 triệu được nhé. Đó. N93. N93i 3,5 triệu. Đó. N93i 3,5 triệu. Đó. N93 thường. N93 thường 3 triệu đồng. Đó. N93 thường. 3 triệu đồng chị nhé. Đó. N82 1,5 triệu chị nhé. N82 là 1,5 triệu. N82 là 1,5 triệu. Đó. Đó thì ngoài ra ở video sau em giới thiệu chị một chiếc máy E72 full box nhé. Em giới thiệu qua một chút thôi, mai sẽ làm video chi tiết. Chiếc E72 full box này bên em đang chào giá là 4,8 triệu nhé. Máy màu đen, full box mới tinh 100% chưa sử dụng nhé. 4,8 triệu. Mới tinh 100% chưa sử dụng. Giới thiệu qua chị để mai sẽ làm video chi tiết sau nhé. Đó, vì video này sẽ giới thiệu qua các mẫu máy cho tất cả quý anh chị nhé. Đây, tiếp tục này. E90 computer. E90 computer máy new full box 100% nhé. Đây là máy của thị trường Ý nhé. Thị trường Ý nhé. Đây. Còn nguyên kit sim này. Kit sim này. Màu này cực kỳ đẹp nhé. Đây. Anh chị làm mình cần một chiếc máy như này thì liên hệ em nhé. Chiếc này bên em đang chào giá với mức giá đó là 10 triệu đồng chị nhé. 10 triệu đồng nhé. Ok, thì hôm nay em giới thiệu chị qua về các mẫu máy bên em. Và cái thứ hai là mình muốn giới thiệu với tất cả anh chị là em hôm nay là lên mặt cho tất cả anh chị. Anh chị thì tin tưởng và ủng hộ anh chị nhé. Rồi ok, nó cao bye cho tất cả quý anh chị đã xem video nhé. Cảm ơn tất cả anh chị.